Mặc dù ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 đang cận kề, nhưng tại một số cửa hàng kinh doanh hoa trên địa bàn Hà Nội, lượng tiêu thụ hoa dịp này không có nhiều chuyển biến so với những ngày trước đó. Thậm chí có dấu hiệu giảm mạnh so với mọi năm. Gia đình bà Phạm Thị Huệ rời quê hương lên Hà Nội mở cửa hàng bán hoa đến nay đã gần 30 năm. Tuy nhiên, bà Huệ cảm thấy chưa năm nào vào dịp mùng 8 tháng 3 lại gặp tình trạng buôn bán ế ẩm như năm nay. Năm nay là kiểu COVID họ vẫn mua hoa ít, mà hoa thì đắt gấp đôi ngày thường, gấp 3 thậm chí có loại gấp 3, cho nên là cô rất có bán. Vừa rồi có khách là đặt 30 bò, nhưng mà từ hai lời, nhưng mà bây giờ lại họ lại hoãn xếp cho tổ chức. Đấy, họ chỉ lấy tầm khoảng 5 bò để đặt từng văn phòng của từng phòng thôi. Năm nay, để tránh tiếp xúc trực tiếp, nhiều người dân đã chuyển hướng sang phương thức đặt hoa online. Anh Nguyễn Hoàng Anh, chủ cửa hàng hoa trên đường Kim Mã, quận Ba Đình, chia sẻ. Mọi năm thì tất cả mọi người đều có nhu cầu là đến xem tận nơi, xem hoa, chọn từng loại bông, nhưng mà do tình hình dịch thì cái việc giãn cách và bảo đảm an toàn cho mọi người thì mọi người đều đã tăng nhu cầu online nhiều hơn. Thì bên mình cũng đã phát triển ra những cái dòng hoa chụp ảnh online để chụp ảnh gửi cho khách xem trước, khi khách hàng ưng thì mới ship cho khách hàng. Dịp này, nhiều cửa hàng đã bày bán đa dạng các loại hoa với mẫu mã phong phú, phù hợp nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng. Cũng như mọi năm, càng sát ngày 8 tháng 3, giá hoa tăng mạnh so với những ngày trước đó. Thậm chí, có những loại hoa tăng gấp 3 lần. Giá hoa tăng, sức mua giảm, khiến chủ cửa hàng kinh doanh hoa rơi vào thế khó. Các tiểu thương hy vọng tình hình dịch bệnh trên cả nước sẽ nhanh chóng chấm dứt. Khi đó, lượng tiêu thụ hàng hóa sẽ được cải thiện.